Thân chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Mình từng có một video chia sẻ cho anh em về hiệu ứng chữ nâng cao. Và video này mình chia sẻ cho anh em thêm một cái hiệu ứng chữ nâng cao nữa trên ứng dụng Camaster nghe anh em. Bây giờ mời anh em mở ứng dụng Camaster lên để cùng mình thực hiện nghe anh em. Anh em chọn tạo mới, chọn 16 chính, chọn tiếp theo, chọn hình ảnh. Mình chọn nền đen. Mình lấy 11 giây nghe anh em. Chọn lớp. Chọn văn bản. Mình sẽ tạo chữ Phạm Tâm Vlog nghe anh em. Chọn OK. Cho chữ lớn lên nghe anh em. Anh em chọn chỗ AA nè để thay đổi phông chữ. Ở đây có rất là nhiều phông, thích cái nào chọn cái đó nghe anh em. Chọn ô này để đổi màu. Mình chọn màu đỏ. Anh em vuốt màn hình lên để chỉnh sửa chữ nghe anh em. Ở đây có nhiều cách chỉnh sửa, tùy ý thích của anh em. Mình chọn một cái đơn giản thôi, chọn rực rỡ. Bật cái này lên. Chọn ô này để đổi màu. Mình chọn màu trắng. Chỗ là độ tản mát, mình kéo 100 luôn. Vậy là ok. Anh em kéo chữ bằng với cái nền đen luôn. Bắt đầu anh em chọn lớp. Anh em chọn chỗ là hiệu ứng FX. Nếu hiệu ứng FX này anh em chưa có hoặc là có rất là ít thì anh em vào chỗ cửa hàng ở đây để tải thêm hiệu ứng yêu thích của mình nghe anh em. Cái này thì mình đã cài rồi. Mình sẽ làm một vài cái để anh em nắm rõ nghe anh em. Chọn làm mờ xoáy tròn. Chọn. Anh em kéo ra bằng chữ với cái nền đen luôn. Anh em di chuyển ô vuông qua bên chữ Phạm nè. Ở góc này anh em kéo xuống đến khi nào hết cái chữ Vlog là dừng lại. Anh em bắt đầu chọn chỗ chìa khóa, kéo thanh điều chỉnh qua gần hết cái dự án. Anh em mới di chuyển ô vuông về phía bên tay phải, phía bên chữ Vlog nghe anh em. Đến khi nào hết cái chữ Vlog là dừng lại. Bây giờ xem sản phẩm đã tạo. Vậy là ok một kiểu nha anh em. Bây giờ mình sẽ xóa hiệu ứng này để làm thêm một hiệu ứng khác nha anh em. Anh em tiếp tục vào lớp, chọn hiệu ứng FX. Ở đây mình chọn màu tan biến. Chọn. Kéo hiệu ứng bằng với dự án nghe anh em.
Ở hiệu ứng này anh em chỉ cần kéo ở cái góc này, đến khi nào cái ô vuông lấp hết chữ, vậy là được. Xong một hiệu ứng thứ hai, cũng lạ mắt nha anh em. Mình sẽ xóa hiệu ứng này để làm một cái hiệu ứng khác nha anh em. Anh em tiếp tục chọn lớp, chọn hiệu ứng FX. Mình sẽ chọn là quét đọc. Chọn. Cái hiệu ứng ra bằng dự án. Kéo vuông về phía bên chữ phạm, giống như anh em thấy. Ở góc này anh em kéo ra, đến khi nào hết cái chữ block là dừng lại. Vậy là xong nha anh em. Mình sẽ xóa cái hiệu ứng này để tiếp tục thêm một hiệu ứng nữa nha anh em. Anh em tiếp tục chọn lớp, chọn hiệu ứng FX. Ở đây mình sẽ chọn cuộn xoáy 2.0 nha anh em. Chọn. Kéo hiệu ứng ra bằng với dự án. Anh em di chuyển ô vuông về bên chữ phạm giống như mình làm. Chọn chìa khóa, kéo thanh điều chỉnh qua gần hết dự án. Anh em kéo ô vuông về bên chữ vlog giống như mình làm nghe anh em. Rất đẹp và lạ mắt. Vậy là ok đó anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.